Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Chiều nay làm sớm mà nắng quá, nắng trốn trong nhà. Giờ mới ra ngoài sân mọi người, nắng gì nắng kinh khủng nắng luôn. Sẵn có mấy cây này cũng đến tuổi làm hay mình quay một cái clip chia sẻ đam mê cho mọi người. Nói chung mấy tuần này không có làm cây được. Hiện nay đủ thứ công việc hết đó thì mới thẳng thẳng công việc thì quay mọi người làm cây mọi người xem. Nói chung kênh nó không phát triển cũng lì dưới đó mọi người, không có được nhiều thời gian để đầu tư. Thôi mình làm gì đam mê đi, đến đâu hay cái đó. Chúng chắc ra mấy cây mai này, 3-4 cây này cũng gần gần cái clip làm, chắc cũng vài bữa làm thêm một vài clip liên quan những cây này mọi người xem. Hôm nay là em sẽ trình bày clip về xử lý cây mai chú thủy này, làm cái để mình chọn cái ngọn trên tư ở đâu nào. Ở đây thì ba cành đã có rồi, ba cành cơ bản có đủ rồi, cũng khá to đây. Cành này chờ nó to nó cắt rụt, ngay này nó bung mầm rồi đó. Cành chờ tới mùa mưa xuống cho nó sung sung mới cắt rụt, chứ nhà mùa nắng cắt sẽ nguy hiểm, thì là chưa cắt cho nó vượt lên thôi đó. Cũng nói chung cũng cơ bản con xanh đôm này, nhưng mà cũng sợ người, tại vì hạn cũng đang cũng biến mặn, sợ cái nước không được tốt lắm rồi, có nước tưới nhưng nước không được tốt lắm, cho nên là không có dám xử lý kiểu mạnh tay, chứ chờ mưa xuống một hai cơn mưa xuống để xử lý mạnh tay. Hôm nay cái chủ đề của em là sẽ làm cái ngọn đó, làm cái ngọn và cái cành tư, đảo cái cành, đảo cái ngọn để tìm vị trí cành tư cho nó hợp lý mọi người. Rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Giờ cắt tỉa bớt rồi để làm cái cành chính bằng cái ngọn mọi người. Nói chung bữa nay xử lý cái ngọn thôi, các cành nó đang vượt lên thì để cho nó lớn, cỡ này không có hút nữa mọi người. Nói chung là cắt tỉa bớt cho nó gọn, nên mình lộ ra cái ngọn này mình làm cho nó hiệu quả thôi. Và kế bên nhà người ta đang làm cái hàng rào cắt gạch, cái đầu kêu rùm rùm quá chắc nói không rõ mọi người. Giờ em cắt gọn ghẻ mấy cái này mọi người, dùng cái nào không hoạt động cắt bỏ mọi người. Mấy cái cành này nó vượt lên mọi người, nó vượt nó dẫn lên cho cái cành này lớn, chắc mưa xuống mới cắt chỗ này. Mưa xuống mới dám cắt, bây giờ chưa dám cắt. Cắt gọn ra cho nó nhìn ra rõ mọi người, nó cành một đâu mọi người, cành một ở cốt trong này chắc cũng mười mấy rồi mọi người, cây này cũng bốn mấy hoành này, cành một to này mọi người, cành một là cành phong, cành hai có luôn rồi, nó đang phát triển sung lên đây, đang phát triển sung máng lên đây, cho có cái cò đây này để mưa xuống khất ngay chỗ này nó ra nữa mọi người. Nói chung giờ mùa nắng này coi như cái phút này cái năm nay mà nước cạn kiệt quá, nhiều chỗ mặn rồi, thành ra em tưới đang hòa nước đìa còn với nước máy để xuống, thành ra nó cũng không có tốt lắm rồi. Nói chung cũng với hôm này nước kia nó muốn cạn, thành ra mình tưới dạng tưới nhỏ giọt cho nó ẩm, nó không phải nhỏ giọt mà tưới cũng hạn chế, nói chung là duy trì sự sống cho nó vẫn phát triển được, nhưng mà nó không có ok bằng mùa mưa mọi người. Với mùa có nước kia đó, là cành thấy cành một có rồi đây, cành phong có rồi, cành thứ ba đối trọng cũng có luôn, đang dưỡng cái mấy cái ngọn nó bung lên, mình thấy ngọn nó bung lên sung mãn này, bung lên sung mãn để mà nó dẫn ngựa cho mấy cây này to luôn. Cái cành này thì mới xử lý cắt đàng hoàng lại cho nó bung cái mầm ra, thì cái này cái mầm này chút xíu cho có thể em vô kẽm để mà làm cái co đầu tiên, cái đỉnh co của co đầu tiên này, để cho có cành phụ, cái này bẻ được rồi, cái này bẻ được để mình nó gọi là nó to hơn nữa thì mình bẻ cái co không có như ý mình. Cái này cũng dạng tầm trung, hay là cái co này phải gõ hơi ngặt xíu đó, mấy cái này thì nó giúp cái cành phát triển, em gọi là những cành mồi, những cành vượt đây. Nhưng mà ngay cái cò này nó mới ra cái mắt nách lá này mà nó chưa có sung, nên là chung giờ xử lý thì nó cũng không có ok, để cho mưa xuống một hai đám rồi mình vô phân vô đồ này đó, cho nó tốt hơn. Nói chung không có tưới nước kích rễ mấy lần nó cũng sung sung, chứ nó cũng không bằng mùa mưa mọi người. Nói thẳng thì kích rễ vô cây nó cũng nói chung là nó cũng cỡ mùa nắng, mà cái lá như vậy thì cũng nói chung cũng
đạt yêu cầu mùa nắng rồi, tại vì năm nay nước xấu quá xấu mọi người thấy cái lá này cũng sung tươi đây, mọi người thấy những cái lá nó cũng tươi đó, nhưng mà nước nó xấu quá thành ra cũng không có như ý mình được mọi người. Cây tối thì nó cũng xanh nhưng không có chết, nhưng mà nó sẽ không phát triển bằng mấy năm trước là nước dồi dào và tưới ngon lành, nhưng mùa này tưới về sẻn thế là không đạt yêu cầu theo mình đó. À, bây giờ còn cái vấn đề là còn ngay cái cành, cái ngọn hồi nãy em trình bày mọi người là em sẽ cắt rụt xuống để mà chọn một cái ngọn cho nó như ý xíu, để chỉnh máy xíu mọi người. Rồi chúng ta này mọi người thấy đây đó, bây giờ nếu cắt cục xuống như này thì dưỡng cái này lên thì nó lùng, mà nó cái co này nó hạ quá nhìn không được, cho nên em sẽ chọn cành này đó, cành này em sẽ đảo qua bên đây, đảo này để cho một cái co ngay chỗ này, con ở chỗ này nó sẽ ra một cái mầm đó, ngay nách lá ngay tay em chỉ nên lá này sẽ ra cái mầm, rồi cái mầm nó kéo cành tư gì đây nó cành tư đây. Nói chung cây này làm dạng cây bà nhưng mà tỷ lệ cũng không ok cho lắm rồi. Này cái cây này đó mua của anh bạn anh ta làm sao, nói chung có ba cốt mà sẵn là anh em về nuôi nó lớn rồi chứ, nói chung là được nó lượt liền sẹo cái dách này nó liền sẹo rồi, ra làm cho nó gọn lên đây, bẻ qua cho nó có một cái co chỗ này thì nó lọt cành tư đây, cành năm tức là mình dựng cái nóc lên mọi người. Bây giờ em sẽ chắc phải cắt bỏ này cho nó gọn ghẽ, mình dễ làm mọi người. Còn cành này nó tuốt lá luôn thì quấn kẽm như vậy, còn cành bên kia thì để cho nó dưỡng cái thẹo bên kia, để có thể là nó là tổ hợp của cái cành năm, tổ hợp để làm cành năm. Vô kẽm quấn qua chiều này mọi người, chiều này để nó cái mắt lá em cài cho cái móng tay em để mọi người thấy đây, cái mắt lá này nó sẽ bẻ qua đây thì nó sẽ đưa về hướng của cành một trở lại, thì mình sẽ làm cành tư lọt chỗ này. Đó là quy tắc của cái cây bài, thì cái cành tư sẽ lọt về hướng cành một, về hướng cành một về phía mặt tiền, nhưng mà nó hơi chết sang một bên mọi người. Cơ bản lý thuyết nó sẽ là vậy. Nhưng cây này thì cũng dạng lùng lực đế cũng được, đế lắp chứ đế này cũng khá đều rồi. Nu một công, nu cục luôn này, nu cục luôn. Rồi bây giờ sẽ vô kẽm này quay mọi người xem. Bây giờ mình vẽ về hướng này thì cái kẽm nó sẽ vậy mọi người, nó mình làm sao cho nó bẻ về hướng này. Đó. Mình sẽ ở dụng một bên thì mình quấn vô mọi người. Đó. Cái gì mình hạ độ hạ tâm nó xuống cho như cái mắt chỗ cái tài cái móng tay em chỉ có một cái mắt lá này, để quay cận mọi người xem có một cái mắt lá ngay chỗ này đó. Cái mắt lá ngay chỗ này mọi người, thì mình bẻ qua đây thì nó sẽ bung, nó bắt buộc nó sẽ bung cái mầm, mình kéo vô đây làm cành tư đó, vậy thì sẽ nó sẽ vị trí của cái cây nó sẽ ok mọi người. Rồi bây giờ em sẽ massage nó để muốn mọi người xem còn bằng mắt xa mình thôi, nhưng em thường nói mọi người mình phải dịnh cái này, dịnh cái tay giống vậy để mình nó không bung cái tiếp xúc giữa cái cành đó, cái vị trí tiếp xúc giữa cái chộp cành này nó sẽ bị không bị gãy đó. Mình mắt xa rồi mình vừa mắt xa thì mình vừa giống như mình vừa hạ được nó xuống rồi đó, mình hạ đó. Mình hạ sơ xuống mọi người, rồi nhẹ qua bên kia. Nói chung ngày làm chút mọi người, chứ để mà làm cái rụp là nó uổng cái công trình của mình đó. Nói chung cây này thì làm đơn giản, cái clip đơn giản rồi thôi, nói chung lúc này cây cũng không có nhiều, ở ngoài kia nhiều mà dạng như cây mới mới làm lại thì nó
chưa có sung lắm. Đó, cây này của anh bạn, cây này ưu tiên, còn mấy cây mình vừa nghe lúc này nó hơi không sung cho lắm mà nó không quay. Còn như cây này của anh bạn quay, cây này đang sung quay. Rồi bây giờ mọi người thấy nó đã trả về đây rồi, đây mình từ cái con này em sẽ bẻ ngặt qua bên kia nữa, nhưng mà bây giờ nó đang nông nước, nói chung để cũng để khô hai ngày chưa tưới, nhưng mà nó, mọi người thấy cái màu xanh của cái cành đây nó cũng rất là tươi đó, cho nên nếu mình bẻ gấp thì sẽ nó gãy nè, đây cái vị trí này nó sẽ ra cái mầm, người thấy đó, cái nách lá này em tuốt nó sẽ ra cái mầm, ngay cái móng tay nó sẽ ra cái mầm đây, thì mình đá về đây một cọng cọng kẽm thì nó làm một cái cành nữa, nó mới làm cái thành tư, rồi bắt đầu đến đây ngọn mình sẽ lập từ từ lại mọi người, theo cái công đoạn như vậy thì nó sẽ được một cái cây 1-2 năm nó được cây hoàn chỉnh mọi người. Nói chung bây giờ chưa dám đụng nhiều tới cái cây nữa đó, như vậy chỉ cơ bản vậy thôi đó. Rồi ngày mai ngày mốt vài bữa em mới đưa xuống một ngày một chút nữa, nhưng mà cái clip hôm nay thì em chia sẻ đó cái cách khi mà cái dựng ba cành là mình dựng cái ngọn mình sẽ làm cành tư vậy như thế này đó. À, video hôm nay thì cũng ngắn gọn thôi, cũng kết thúc rồi, làm ngắn gọn thư giãn khoảng 50 phút mới có thư giãn với nói đam mê chứ, nãy hôm nay cũng hai tuần mấy không có lên video nào mọi người. Mấy cây này sẽ dài bữa chắc cũng làm tiếp để quay mọi người xem, nhưng mà cây này đang chăm sóc nó tốt, nó đang xanh đây, mùa nắng mà xanh vậy thì cũng ok, thì sẽ tới nó những cái cây đọt nó to thì cũng gần sắp làm nên. À, bây giờ cái này là xong thì mai mốt nó sẽ thời gian nó sẽ ra cái ngọn, cho nó ra cái mầm thì mình làm cái cành tư đó, thì được cái tay mà lên tới cành tư bắt đầu nó gần thời gian đích, mà nay cũng 60% rồi đó. Tại cành tư cành năm là mất lẹ, tại vì nó trên ngọn nó lẹ hơn mọi người đó. Rồi video này kết thúc mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ Đức Giờ, thì kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video sau. Nói chung lúc này em cũng ít lên với cuộc sống này, một bề bộn chuyện ít lên video, mà khi làm không có đăng lên, chứ có những cái làm ngắn không đăng lên, bữa nay nói chung ngẫu hứng thì đăng lên chứ. Cái cây này cũng clip cũng ngắn thôi. Đó, rồi chào mọi người, hẹn gặp lại video sau mọi người.